Chào mừng các bạn đến với chương trình Góc Khán Đài được phát trên kênh Tin Bóng Đá vào 22 giờ hàng ngày. Tần suất trung vệ Duy Mạnh xuất hiện trên truyền thông dày đặc thời gian gần đây. Trước khi vòng 16 V-League 2022 diễn ra, Duy Mạnh được nhắc đến với hình ảnh một cầu thủ xấu xí với nhiều pha tiểu xảo, những bình luận có phần thái quá dành cho trung vệ đội tuyển Việt Nam và Hà Nội FC gây phản ứng mạnh mẽ với những fan của Duy Mạnh. Công bằng nhìn nhận, việc một trung vệ chơi mạnh mẽ, quyết đoán là cần thiết. Vấn đề chính của Duy Mạnh là phải hạn chế tối đa những hành vi tiểu xảo và biết kiềm chế cảm xúc. Khi những ồn ào liên quan đến V-League giảm xuống, thì hôm nay truyền thông lại tiết lộ thông tin mới nhất về Duy Mạnh. Theo đó, Duy Mạnh không may bị đánh mất ví khi lên hội quân với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. Cụ thể, vào sáng ngày 17 tháng 9, Duy Mạnh cùng Đình Trọng và Tiến Dũng di chuyển từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, khi mới hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, trung vệ 26 tuổi không may bị mất ví. Theo chia sẻ của Duy Mạnh, thì tài khoản ngân hàng của anh đã bị kẻ gian đánh cắp và chi tiêu một khoản ở cửa hàng điện thoại. Trung vệ này đã chia sẻ thông tin bị mất ví trên trang cá nhân và nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng. Duy Mạnh viết, trong lúc di chuyển từ sân bay Sơn Nhất lúc 10 giờ đến 11 giờ 30, mình bị mất ví, trong đó có nhiều giấy tờ cá nhân mang tên Đỗ Duy Mạnh. Thẻ ngân hàng đã bị đánh cắp và chi tiêu ở FPT Shop. Mình rất mong mọi người hỗ trợ giúp mình lấy lại những giấy tờ tùy thân và tránh sử dụng vào việc bất hợp pháp, mình cảm ơn và sẽ hậu tạ. Duy Mạnh cũng cho biết, do muốn tập trung vào công việc nên để bà xã Quỳnh Anh tiếp nhận thông tin và phản hồi thông tin liên quan đến việc mất ví. Trong chiều ngày 17 tháng 9, Duy Mạnh cùng đồng đội đã có buổi tập đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam để hướng tới giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận mở màn và gặp Singapore vào 19 giờ ngày 21 tháng 9. 6 ngày sau, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận thứ hai gặp Ấn Độ. Thời gian qua có thể nói là quãng thời gian khó khăn và có phần đen đủi của Duy Mạnh. Hy vọng cầu thủ này sẽ giữ được sự tập trung để thi đấu tốt ở giải giao hữu sắp tới của đội tuyển Việt Nam trong những ngày FIFA đây.